Pull up thì là động tác kéo xa, hai tay rộng bằng vai, cầm như này, thả lỏng, sau đó dùng lực của tay kéo lên, cổ qua xa. Yeah. Nếu như mà không lên được thì dùng cái dây kháng lực để nó hỗ trợ dẫm vào đây, sau đó kéo nó sẽ nhẹ hơn. Deep squat này bổ trợ cho back này, chưa? Đặt tay vào đây nhá, và không được, hai chân rộng bằng hơn một vai một tí, chưa? Quay xuống dưới chân phần dưới này, squat này, chưa? Thẳng lưng, xuống sâu, gần như ngồi xổm không đứng lên, xuống hít vào, lên thở ra. Bài hang on bar. Treo xà, nắm tay vào, đây, treo đi này, hơi khung gối lên lại được, thả lỏng lưng, mục đích là tăng cái sức chịu đựng của tay và giãn lưng. Leg raise này sẽ đá theo ba hướng này, chính giữa, trái, phải, tập cơ lườn luôn. Một này, hai này, ba, bốn này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9 này, chân sải tập cạn này, set up tư thế này, nằm ngửa ra, tay này chắp tay vươn thẳng này, nằm ra này, đây, thẳng tay, đầu hơi nhấc lên, chân để như này, không chạm đất, vẫy, vẫy tách đùi ra, duỗi mũi chân ra, bộ hai tay ra đằng sau, nâng lên, 1, 2, 3, 4,